hả? Ủa ngay đầu cua luôn hả? Ngay đầu luôn đó. Ngay đầu cua luôn. Đầu tư là ông trả đó hả? Không. 60 à. À, giờ lên mấy tỷ rồi. Không nhận bà ấy gì mà ấy sao mấy anh em ta mua được không, không giới thiệu cho bà mua. Mấy chục hồi đó thì cũng rẻ mà, 20-30 thì rẻ mà. Cái thợ đó 20-30 là biết nhiêu cây vàng không? Lâu lắm rồi hả? Ừ, mua lâu rồi. Ừ, không nói mấy ổng có gì cả. Khu dân cư đâu không chỉ rồi. Con ở đâu mà nó đi lang thang. Về gõng xa kìa. Ở đây có dòng xíu này nó còn đỡ đỡ buồn. Có dòng xíu này. Như cái chỗ mà nãy mình mua bánh gì đó, chỉ có chỗ đó là được thôi đó. Xích tới cũng được mà xích lui cũng không xong.